mình chưa đi ba thanh tạo chảo như này thì mình hay là như này. Em mời bà ăn tối, con mời mẹ ăn tối thì mình xả tối. Bám vào đây, bám vào đây mình run run quay lại. Nhưng bây giờ mình không thế nữa các bạn. Mình sẽ làm như này, các bạn nhìn nhá. Các bạn nhìn. Ngon mà bà ở nhà ăn luôn đi. Chắc mẹ ăn luôn. Các bạn thấy không? Hay không? Hay không? Bảo bà là gì? Gì thế?